xuất hiện sự phá hoại của loài gặm nhấm, gián hay những loài côn trùng như ruồi, xem như là vi phạm nghiêm trọng. Gián còn sống hay có phân của loài động vật cũng là vi phạm nghiêm trọng. Gián còn sống là cho thấy có sự phá hoại và cơ sở kinh doanh phải bị đóng cửa. Nếu phân của loài động vật còn mới và xuất hiện ở nhiều nơi, cơ sở có thể bị cấm hoạt động. Có nhiều biện pháp để đề phòng, bao gồm đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ để được che chắn hoàn toàn. Không nên có khe trống xung quanh cửa ra vào to hơn 1/4 inch. Che đậy tất cả thức ăn vào buổi tối và dọn dẹp sạch những mảnh vụn thức ăn. Giữ sàn nhà càng khô càng tốt. Để bảng keo dán dọc theo tường để theo dõi bất cứ hoạt động của loài gặm nhấm hay côn trùng và kiểm tra bảng keo dán thường xuyên. Bất cứ loại thuốc diệt côn trùng nào cũng phải được sử dụng bởi người phun thuốc có giấy phép.